Làn da sậm màu, thẩm mỹ viện Xuân Hương có thể giúp bạn bằng những liệu pháp tắm trắng hiện đại được ưa chuộng nhất hiện nay như tắm trắng collagen, tắm trắng skin white, tắm trắng ngọc trai sữa dừa. Quy trình tắm trắng tại thẩm mỹ viện Xuân Hương được Bộ Y tế thẩm định chứng nhận sự an toàn và đúng chuẩn quốc tế, bao gồm các bước. Bước 1. Xông hơi. Xông hơi thảo dược giúp lỗ chân lông giãn nở, sẽ tăng cường hiệu quả cho các dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn. Bước 2. Tẩy tế bào chết. Sử dụng muối khoáng và sữa non, loại bỏ những tế bào chết lâu ngày bám trụ trên da. Bước 3. Bổ sung tinh chất làm trắng. Đưa tinh chất vào sâu bên trong da, giúp tái tạo, nuôi dưỡng và kích thích sản sinh tế bào mới. Bước 4. Kết hợp giữa xông khô và sử dụng tinh chất siêu dưỡng trắng, làm da sáng đều màu. Bước 5. Ngâm mình trong bồn bằng sữa dưỡng, giúp làn da trắng hồng mịn màng. Bước 6. Thoa kem dưỡng bảo vệ da. Với 100% nguyên liệu từ thiên nhiên, dịch vụ tắm trắng giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, bổ sung dưỡng chất, tái tạo và làm sạch khít lỗ chân lông, mang lại làn da trắng hồng, hiệu quả dài lâu. Làn da trắng sáng, thả dáng tự tin, thẩm mỹ viện Xuân Hương, nơi gửi gắm niềm tin phái đẹp.